Phương Trâm xin kính chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình Sự kiện quanh ta. Hôm nay thứ Sáu, ngày 6 tháng 7 năm 2018, chương trình Sự kiện quanh ta có những phần tin chính như sau. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sắp thăm Việt Nam. Trung Quốc khuyến khích tư nhân khai thác các đảo hoang trên Biển Đông. Bắt giữ 8 nghi can vụ đánh bom trụ sở công an. Blogger Lê Anh Hùng bị bắt và khởi tố. Cùng nhiều phần tin khác, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết sau đây. Mở đầu là tin quốc tế. Tân Ngoại trưởng Mỹ, ông Mike Pompeo, sẽ thăm Việt Nam từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 7 tới đây, theo lời mời của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, ông Phạm Bình Minh. Thông tin được ông Ngô Toàn Thắng, Phó Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam, đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ vào chiều ngày 5 tháng 7. Đây là chuyến thăm quốc gia Đông Nam Á đầu tiên kể từ khi ông Mike Pompeo lên nhậm chức thay cho ông Rex Tillerson hồi tháng 4 vừa qua. Truyền thông trong nước loan tin cho biết mục đích của chuyến thăm này là nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ, nhất là trong các lĩnh vực chính trị ngoại giao, kinh tế thương mại, đầu tư, quốc phòng an ninh và khắc phục hậu quả chiến tranh. Quan hệ Việt-Mỹ thời gian gần đây được đánh giá gần gũi hơn trước, đặc biệt trước sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Kim ngạch thương mại song phương hai nước vào năm 2017 đạt 51 tỷ đô la Mỹ. Tin Biển Đông, trang mạng nhật báo Global Times phiên bản tiếng Anh của Nhân dân Nhật báo Trung Quốc hôm 5 tháng 7 2018 đưa tin về chính quyền tỉnh Hải Nam khuyến khích các cá nhân khai thác các đảo không có người để làm du lịch và thời hạn công trình đầu tư có thể lên tới 50 năm. Công văn của Cục Hải dương và Ngư nghiệp tỉnh Hải Nam cho biết mọi đơn vị, cá nhân muốn đầu tư phát triển các đảo không có người ở chỉ cần tuân thủ các quy định và nộp cho các cơ quan quản lý biển của tỉnh về kế hoạch phát triển của mình. Cụ thể là chính quyền Hải Nam cho phép khai thác các đảo không người ở với thời hạn cho đầu tư nuôi trồng thủy sản là 15 năm, cho hoạt động du lịch giải trí là 25 năm, 30 năm cho khai khoáng, 40 năm cho các công trình dân sinh và 50 năm cho đầu tư vào các công trình hải cảng. Theo Global Times, cơ quan quản lý hải dương nhà nước Trung Quốc cho công bố nghị định về kế hoạch triển khai đồng bộ về việc khai thác các đảo không người kể từ nay cho đến năm 2020. Hải Nam là một tỉnh đảo lớn nằm ở phía nam Trung Quốc, có phạm vi quản lý hành chính một khu vực rất là rộng lớn của Biển Đông. Hồi tháng 11 năm 2007, Bắc Kinh đã quyết định thành lập thành phố lấy tên là Tam Sa, quản lý ba quần đảo trên Biển Đông, trong đó gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Hiện một phần đang bị Trung Quốc chiếm giữ và kiểm soát. Việc nhập Hoàng Sa và Trường Sa vào đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Hải Nam, Trung Quốc ngay lập tức đã bị chính quyền Việt Nam phản đối gay gắt và coi đó là hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Quyết định Bắc Kinh khi đó đã làm bùng phát một làn sóng biểu tình ôn hòa của nhiều người dân ở thành phố lớn của Việt Nam, cũng như ở hải ngoại từ đầu tháng 12 năm 2007, để phản đối với việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Cũng liên quan đến bản tin chính trị, blogger Lê Anh Hùng vừa bị Công an Hà Nội bắt tạm giam và khởi tố sáng ngày 5 tháng 7 năm 2008 tại Hà Nội. Ông Lê Anh Hùng khi bị bắt là lúc đang đi ăn sáng, rồi bị đưa về nơi cư ngụ tại nhà số 19 ngõ 120/22/2. Đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Tại đó, lực lượng chức năng đọc lệnh bắt và khởi tố ông theo điều 331 Bộ luật hình sự, điều 258 cũ. Trả lời Đài Á Châu Tự Do, ngay sau khi đó, bà Trần Thị Niêm, mẹ của blogger Lê Anh Hùng cho biết, vào lúc 7 giờ sáng, Hùng đang đi ăn ngoài quán thì họ bắt đem vào và đọc lệnh bắt. Theo tội danh là có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân vi phạm điều 331 Bộ luật hình sự. Hiện đang bị tạm giam tại trại giam số 2, Công an thành phố Hà Nội. Cái giấy họ để lại cho tôi là như thế. Bà Niêm cũng cho biết công an lục soát nhà ông Hùng và lấy đi một ít đồ và tiền bạc của ông. Ông Lê Anh Hùng là một blogger, nhà báo độc lập ở Hà Nội và là người công khai lên tiếng cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam trong nhiều năm nay. Blogger Lê Anh Hùng hôm 2 tháng 7 vừa qua cũng viết một bức thư ngỏ đăng trên Facebook của mình,
chỉ trích các nhà lãnh đạo của đảng và chính phủ vì dự luật đặc khu gây tranh cãi và đề nghị một luật mới. Ngay sau khi có tin blogger Lê Anh Hùng bị bắt, Tổ chức Ân xá Quốc tế ra thông cáo lên án việc bắt giữ và cho rằng chính quyền Việt Nam đã dùng các điều luật hà khắc để bịt miệng những tiếng nói chỉ trích ôn hòa. Tiếp theo là tin liên quan đến môi trường. Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt 535 tỷ đồng cho chương trình mục tiêu để xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Thật sự rất nghiêm trọng trong giai đoạn 2016-2020. Truyền thông trong nước loan tin cho biết nguồn kinh phí dành cho chương trình vừa nêu sẽ được sử dụng để xử lý, khắc phục và cải thiện, phục hồi chất lượng môi trường tại các khu vực công ích và các điểm tồn đọng hóa chất, bảo vệ thực vật, nước thải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mục đích dự án được nói là nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng và góp phần phát triển sự bền vững của đất nước. Quyết định đưa ra với mục tiêu cụ thể là đến năm 2020 sẽ xử lý 30 bãi rác, bãi chôn không hợp vệ sinh đang gây ô nhiễm nghiêm trọng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Mục tiêu còn được nói sẽ thu gom, tiêu hủy hóa chất bảo vệ thực vật, bao bì và cải thiện môi trường ở 70 điểm tồn lưu ô nhiễm môi trường đặc biệt nghiêm trọng. Bên cạnh đó, sẽ đầu tư 3 dự án xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn, xả trực tiếp ra lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy, sông Cầu và hệ thống sông Đồng Nai. Tình trạng phát triển bằng mọi giá bất chấp ô nhiễm môi trường trong nhiều năm qua hiện đã cho thấy nhiều tác hại rõ rệt mà khoản kinh phí chi ra để khắc phục còn cao hơn nhiều so với khoản thu được. Giới chức Việt Nam thừa nhận thực tế và đang hô hào cần thực hiện các biện pháp để giúp phát triển bền vững, làm ăn kinh tế nhưng không hủy hoại môi trường. Tiếp theo là tin liên quan đến pháp luật. Công an thành phố Hồ Chí Minh hôm thứ Năm 5 tháng 7 2018 họp báo cho biết vừa bắt giữ thêm 8 người bị cho là có liên can đến vụ đánh bom tại trụ sở công an phường 12 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20 tháng 6 2018 đã khiến ít nhất 3 người bị thương. Theo Reuters, cùng ngày và cho biết thêm công an đã thu giữ 10 kg thuốc nổ và 8 quả bom tự chế. Mang theo trang thông tin chính thức của công an thành phố Hồ Chí Minh thì vụ việc là việc khủng bố chống lại chính quyền nhân dân. 4 trong số những người bị bắt phải đối mặt với tội danh khủng bố. 3 người còn lại bị buộc tội là mua bán trái phép chất nổ. Cũng theo Reuters, đã có 2 thiết bị nổ nhỏ được kích hoạt. Vụ nổ này xảy ra sau những cuộc biểu tình lớn vào ngày Chủ nhật 10 tháng 6, chống lại dự luật đặc khu và luật an ninh mạng diễn ra khắp nơi tại Việt Nam. Những người biểu tình lo ngại nếu chính phủ Việt Nam thông qua dự luật đặc khu mới và điều khoản cho người nước ngoài thuê đất tới 99 năm, thì Trung Quốc sẽ có cơ hội vào chiếm đất ở những vùng quan trọng của Việt Nam. Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp báo cho biết quyết định khởi tố 8 đối tượng liên quan và quyết định đã được chuyển tới Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tin trong nước cho biết tên của 3 trong số 8 nghi phạm là Vũ Hoàng Nam, 22 tuổi, Nguyễn Tuấn Thành, 28 tuổi, cùng cha ruột là Nguyễn Khanh, 54 tuổi. Những người này bị khởi tố theo Điều 229 và Điều 305 của Bộ Luật Hình sự 2015. Tin cho biết thêm, nghi phạm Nguyễn Khanh khai nhận là có liên hệ với một đối tượng khác có tên là Ngô Hùng qua mạng xã hội. Ngô Hùng hiện ở Mỹ và tự xưng là tổng tư lệnh của nhóm có tên Triều Đại Việt Nguyễn. Truyền thông Việt Nam dẫn lời khai được công an nêu ra. Của Nguyễn Khanh nói ông Ngô Hùng đã chuyển về Việt Nam 120 triệu đồng để chế tạo bom nổ, tấn công các trụ sở công an. Báo trong nước trích phát biểu của Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh tại cuộc họp báo cho biết nhiều nhà riêng của lãnh đạo đã nằm trong kế hoạch bị khủng bố. Tiếp theo là tin dân chủ nhân quyền. Thông tin từ luật sư Trịnh Vĩnh Phúc cho biết vào ngày 29 tháng 6 2018, ông và một số người khác đã đến trại tạm giam số 1 Công an thành phố Hà Nội để tiếp xúc với thân chủ là bị cáo Trần Hoàng Phúc. Để chuẩn bị cho phiên xử phúc thẩm tại Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội vào ngày 10 tháng 7 tới, Trần Hoàng Phúc, nguyên là sinh viên khóa 37 khoa luật quốc tế Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, bị cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam để điều tra. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố và Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử kết án về tội tuyên truyền chống nhà nước, chủ nghĩa xã hội Việt Nam, với mức án phạt 6 năm tù và 4 năm quản chế trong vụ án chấn hương nước Việt, cùng với 2 bị cáo khác là ông Vũ Quang Thuận và ông Nguyễn Văn Điển. Tuy điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt trong lao tù cộng,
Với Đàn mắc dự bệnh, nhưng Trần Hoàng Phúc lại tỏ ra vẻ rất tự tin và mong muốn vụ án sớm được đưa ra xét xử. Phúc cho rằng mình không phạm tội, chỉ hành động theo những gì hiến pháp và pháp luật, cùng với các chuẩn mực quốc tế về quyền của một công dân quy định. Phúc mong muốn vụ án được xét xử công khai, có người tham dự đông, có sự quan sát của các tổ chức nhân quyền, các cơ quan ngoại giao cùng các cơ quan truyền thông. Trong quá trình tham gia tố tụng, biết Phúc mắc bệnh viêm gan siêu vi C, các luật sư có văn bản kiến nghị Tòa án Nhân dân cấp cao và Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại trại giam đưa bệnh nhân và người bị tạm giam Trần Hoàng Phúc đi chữa trị theo chuyên khoa. Hôm nay vào trại mới biết, kiến nghị của các luật sư được xem xét giải quyết nhưng Phúc đã từ chối, bảo chờ khi xét xử phúc thẩm xong thì mới lo việc chữa trị bệnh. Điều khiến gia đình bị cáo bức xúc là các luật sư ưu tư, là từ ngày bị bắt đến nay gần tròn một năm, gia đình chưa gặp được mặt Phúc và chưa rõ nguyên nhân là gì. Phương Trâm xin kính chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình Sự kiện quanh ta. Trong chuyên mục bình luận xã hội ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với khách mời là cô Dương Thị Tân. Chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi đó là những khó khăn với bạn về bản thân và gia đình khi là một tiếng nói đối lập với nhà nước. Dạ, xin chào cô Tân. Chào Phương Trâm. Dạ. Con được biết cô cũng là một trong những tiếng nói đối lập với nhà cầm quyền. Thì trong quá trình dấn thân cho sự thật, chắc bản thân cô và gia đình cũng gặp không ít những cái khó khăn. Thì cô có thể chia sẻ về những cái khó khăn đó. Những cái việc mà gia đình những người tù, mà nhất là những người tù nhân lương tâm gặp phải khi những thân nhân của mình là tù nhân lương tâm, thì đương nhiên những cái khó khăn nó sẽ có rất là nhiều, từ cái việc đi lại, từ cái việc làm ăn, từ cái việc sinh hoạt học hành của những người còn lại thân nhân của những tù nhân lương tâm đấy đều gặp rất là nhiều những cái khó khăn, những cái cản trở từ phía chính quyền. Đi lại cũng khó khăn hả cô? Đi lại khó khăn, học tập khó khăn. Ví dụ một cái việc của gia đình thôi. Có những cái ngày thi cử của các con tôi và các cháu bị cản trở rất nhiều lần. Rất nhiều lần chứ không phải là một lần. Và những cái này tôi đã có đơn để đưa ra công an, nhưng họ cho rằng là đây chỉ là một sự trùng hợp. Còn một cái điều khó khăn nữa, khổ nữa của những cái người mà cất lên cái tiếng nói bất đồng với chính quyền thôi, với nhà cầm quyền thôi, thì cũng gặp rất là nhiều những cái khó khăn. Ví dụ như những cháu học sinh, sinh viên phải đi thuê nhà, phải đi làm thêm để thêm vào những cái trang trải cho những cái sinh hoạt thường nhật, thì cũng đều bị cản trở cả. Rồi những cái ví dụ như là đi thuê nhà thì họ làm áp lực với cái người chủ nhà cho thuê, trước xong thì cũng đuổi các cháu. Mà có rất là nhiều những cái ví dụ đã từng xảy ra, chắc quý vị đã được biết. Có nghĩa là không chỉ là tù nhân lương tâm thôi đâu, mà còn là những ai mà miễn sao là chỉ là một cái tiếng nói mà trái chiều hoàn toàn. Trái chiều. Dạ, với nhà nước là thế nào cũng bị làm khó làm dễ về kinh tế, về việc làm. Rồi học sinh thì cũng bị hăm dọa là sẽ bị đuổi học. Đuổi học. Dạ. Cũng rồi đuổi khỏi chỗ ở trọ. À dạ. Vâng. Rồi thì chưa kể là họ có thể gây áp lực lên thân nhân của những cái người đó. Yeah. Họ về tận quê, họ có thể là đưa ông bà cha mẹ, con cháu, thậm chí là bạn bè, để mà có thể chống lại, có thể gây khó khăn, có thể làm áp lực để cho những người đó phải im lặng, trật tự theo cái sự lèo lái của nhà cầm quyền. Và không được phản biện những bất kỳ một cái gì, mặc dù những cái chuyện mà người ta phản biện là những điều sai trái. Còn cái vấn đề mà họ đến, họ gây áp lực về những cái hàng xóm xung quanh thì sao cô? Cái đấy thì hầu như tất cả những cái người mà gọi là bất đồng chính kiến, thì hàng xóm thậm chí họ không dám nhìn mình. Rồi thậm chí họ là cái người tố cáo mình.
đi lại, rồi có thể có người bạn bè đến thăm, họ cũng sẽ là báo, họ làm ra, họ lập ra một cái rào cản để cho tất cả những cái người đó bị cô lập và mọi người xa lánh. Họ tuyên truyền là những người đó rất xấu xa, có thể là phản động, có thể là làm cái việc này việc kia, thậm chí họ vu oan giáng họa cho những cái người đó, để cho hàng xóm rồi thân nhân bạn bè xa lánh và họ chịu cái sự cô đơn rất là ghê gớm. Nhìn như cái từ phản động này nghe nó rất là dễ sợ. Nhiều người bị như thế thôi. Thậm chí là cái nơi cư trú của họ, nếu mà thuận tiện, họ có thể ném rất là nhiều những cái chất dơ bẩn vào nhà. Và ví dụ gần đây nhất là nhà cô Đỗ Thị Minh Hạnh đã bị họ ném ngoài gạch đá, còn có cả mìn tự chế, rồi tất cả những cái mà để khủng bố tinh thần. Mặc dù trong nhà chỉ có một người già gần 80 tuổi và một cô gái, thì tôi nghĩ rằng là những cái việc làm họ không từ một cái thủ đoạn nào để có thể cô lập những cái tiếng nói trái chiều với họ. Dạ, thì con cũng được biết là trong khoảng thời gian một tuần qua, thì việc anh ký giả Trương Minh Đức và anh Hoàng Đức Bình đều chuyển trại giam hết. Nhưng mà cái vấn đề chuyển trại giam thì thường là sẽ phải thông báo với thân nhân, với gia đình để mà biết tình hình. Nhưng mà hầu như là các anh ở đây, gia đình, người thân không ai biết được điều đó hết. Thì cũng được biết cô cũng có một khoảng thời gian rất là dài có người ở trong tù rồi chuyển trại giam cũng khá là nhiều lần. Thì cô có bị những cái trường hợp tương tự như vậy không thưa cô? Tôi nghĩ là họ áp dụng với tất cả những người mà gọi là tù nhân lương tâm, những người tù chính trị. Vì bản thân tôi đã từng bị như thế này rất là nhiều lần. Họ không thông báo, mặc dù hiến pháp, luật pháp quy định, luật tạm giữ của Bộ Công an quy định là khi mà chuyển trại giam những người tù thì phải báo cho gia đình của những người tù biết. Nhưng mà thường thường chúng tôi không bao giờ có. Như bản thân tôi thì có thể là họ để cho mình dù ở rất xa đến trại giam thăm gặp, của cái kỳ thăm gặp kế tiếp họ mới nói là đã đi rồi. Và thậm chí có những lần mà ở trại giam Xuyên Mộc, họ không cho tôi biết là thân nhân của mình chuyển đi đâu. Tức là họ chỉ nói là đi rồi, còn đi đâu họ dứt khoát không có thông báo. Và những cái lúc như vậy thì thực sự cái sự đấu tranh của gia đình cũng phải rất là quyết liệt thì mới tìm được cái câu trả lời của bản thân, của nhà cầm quyền, cho biết rằng là thân nhân của mình đã chuyển đi đâu. Tôi nghĩ rằng đây là một cái chính sách mà họ đưa ra để nhằm hạn chế, là gây khó khăn cho gia đình tù nhân lương tâm, cũng như là bản thân người tù đó khi mà đến cái nơi ở mới thì sẽ không được tiếp cận với những cái đồ thăm nuôi của gia đình. Theo tôi được biết ấy, thì cái tiêu chuẩn ở cái trại giam nó rất là ít, rất là ít ỏi, nghèo nàn, và người tù sống bằng những cái sự trợ giúp tiếp tế của gia đình. Và khi họ đưa những người tù đó đi thì thậm chí quần áo, những cái đồ dùng thiết thân nhất họ cũng bỏ lại, họ cũng bắt bỏ lại. Có nghĩa là ví dụ như ở đây thì bỏ lại hết, ở đây bỏ lại, họ chỉ cho mang đi một số cái vật dụng thật là tối thiểu, ví dụ như là một vài cái quần áo. Còn gia đình tôi thì đã từng nhận những cái đồ gửi lại như thế rất là nhiều. Thậm chí khi đi đến trại này rồi thì những cái sổ tiền bạc lưu ký của cái trại kia không chuyển đến, và phải đấu tranh rất là quyết liệt thì họ mới nói là một số ngày sau mới chuyển cái tiền đó đến. Thì đương nhiên là những người tù gặp khó khăn về cái sinh hoạt, rồi những cái mà tối thiểu nhất của con người là ăn uống đều bị cản trở hết. Và đấy là tôi nghĩ là họ cố tình làm ra như thế, gây áp lực cho gia đình, rồi gây áp lực lên những người tù để bắt họ phải đồng hàng và tuân thủ, chấp nhận là họ đã sai. Họ chấp nhận như thế, nhưng mà tôi nghĩ là sau này thì những cái chuyện đó cũng những người mà đã từng đi tù, mà đã nằm trong tay cộng sản thì họ hiểu hết những cái điều đó. Và rất là nhiều người từ cái chỗ đó họ mạnh mẽ, họ kiên cường lên rất nhiều. Dạ.
là một người phụ nữ mà phải đi đòi lại cái công lý cho chính bản thân của mình cũng như là những người thân trong gia đình, thì cá nhân con nghĩ nó không phải là một cái gì đó dễ dàng. Thì cô cũng có thể chia sẻ với những cái anh chị, với cái kinh nghiệm của mình, cô có thể chia sẻ với những anh chị, với những cô, với những chị hiện nay đang cũng có em là có người thân là tù nhân lương tâm. Vâng, một số cái gia đình tù nhân lương tâm gần đây nhá, họ cũng áp dụng một cái chính sách là chuyển đi xa khỏi cái nơi cư trú của gia đình. Thay vì trong luật tạm giữ của Bộ Công an thì có một cái điều khoản là không chuyển người tù đi quá xa cái gia đình của họ, 400 cây số. Có một cái điều luật đó mà tôi cũng không nhớ là điều mấy khoản mấy trong cái bộ luật tạm giữ. Và nhưng mà ở đây thì ngược lại, những người tù bất đồng chính kiến với nhà cầm quyền thì người miền Nam họ đưa ra miền Bắc, người miền Bắc họ đưa vào miền Trung và miền Nam Tây Nguyên chẳng hạn. Thì tôi nghĩ rằng là đấy cũng là một cái hình thức gây khó khăn, làm hòng làm nhục đi cái ý chí của những cái người tù và làm cho cái sự khó khăn của gia đình họ. Và nhân cái việc đó họ nghĩ rằng là họ áp lực lên những cái người đó thì lập tức những cái áp lực của gia đình lên cái người tù đó. Thì tôi nghĩ là họ dùng cái người ở bên ngoài để gây áp lực với người tù, và người ta dùng cái hình thức khống chế người tù và gây khó khăn như thế với gia đình họ ở bên ngoài. Thì cái này là họ áp dụng rất là thường xuyên, mà nhất là những người tù bất đồng chính kiến với chính quyền là hầu như ai cũng được nếm trải cái chuyện đó. Họ có thể là gửi cái đồ này, cho gửi cái đồ kia, nhưng luật tạm giữ ở trong Bộ Công an thì họ không cấm những cái đó. Những cái thứ cấm họ có liệt kê ra đầy đủ, nhưng mà thậm chí gia đình người tù gửi những cái thứ không cấm đó cũng không được. Ví dụ như ở trong bộ luật tạm giữ thì họ có nói rằng người tù có quyền học hỏi, có quyền gọi là đọc sách báo, nhưng tất cả những cái loại sách báo mà tôi gửi cho thân nhân của tôi đều không được đến, mặc dù họ có ghi rõ là các loại báo nhà nước phát hành, báo giấy đều ghi rõ là cơ quan ngôn luận của Đảng hoặc là cơ quan ngôn luận của Đoàn Thanh niên Cộng sản, nhưng mà họ cũng không cho bạn vì lý do là họ có đưa ra rất nhiều những cái lý do là người này ở trong đó vi phạm rồi bị kỷ luật. Dạ, giống như là cả người ở ngoài, người ở trong đều phải đấu tranh rất là mạnh mẽ. Phải rất là mạnh mẽ. Dạ. Và phải cho các anh biết được rằng là mình không phải là yếu đuối hoặc là mình thụ động, mình cứ chờ các anh hết án để về. Không bao giờ được làm như vậy. Tôi nói là nói cái kinh nghiệm của bản thân thôi, còn cái việc mà các chị làm như thế nào thì tôi nghĩ là các chị, các anh đều có những cái hạn tù rất là dài, và các chị đã biết một phần những cái việc làm cái gì tốt nhất cho thân nhân của mình. Cảm ơn cô Tân rất nhiều. Cô luôn là một gương mặt mà đồng hành cùng tất cả những anh chị tù nhân lương tâm. Cô nâng đỡ tinh thần, cô chia sẻ những anh chị đã những cái khó khăn, những cái kinh nghiệm trong quá trình phải chiến đấu đấu tranh để dành cho mình cái quyền lợi, để cả những cái người thân đi thăm và cả những cái người tù đang bị giam giữ. Cảm ơn cô Tân rất nhiều, cô đã đến trong chương trình ngày hôm nay. Còn chúc cô thật nhiều sức khỏe, luôn là một tiếng nói rất là mạnh mẽ, người phụ nữ mà rất là mạnh mẽ thưa quý vị. Dạ, con cảm ơn cô. Xin hẹn gặp lại cô vào chương trình lần sau. Dạ, con xin chào. Xin chào quý vị khán giả. Chào Phương Trâm. Dạ, con chào cô. Chuyên mục bình luận xã hội vừa rồi đã kết thúc chương trình sự kiện Quanh Ta hôm nay. Chương trình sự kiện Quanh Ta sẽ được phát trên trang Tin Mừng Cho Người Nghèo mỗi ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 vào lúc 21 giờ. Phương Trâm xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi. Xin chúc quý vị và gia đình cuối tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.